Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2013 một chủ từ đầu. Chiếc xe đã lăn bánh được 10 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Và cái dàn lốp này thì còn rất là mới, rất là đẹp, cả một cái dàn lốp Michelin mà chủ xe đã thay. Đây là cái dàn lốp thứ hai rồi quý bạn nhé. Dàn lốp thứ hai mà chủ xe thay từ năm 2018 mà còn rất là mới, rất là đẹp. Điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất là ít và rất là mới quý vị các bạn ạ. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 356 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2013 một chủ từ đầu biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City số tự động 2013 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda City sản xuất năm 2013 số tự động, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City 2013 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ đầu quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe quý vị các bạn nhé, để xem chiếc xe có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không quý vị các bạn ạ. Trước tiên thì quý vị và các bạn xem về cái phần nước sơn đấy quý vị các bạn ạ. Và quý vị các bạn thấy được là hôm nay thì thời tiết rất là nắng nhá, rất là nắng. Nếu như để ra ngoài trời nắng như thế này mà cái nền hay là cái gọi là nước sơn ấy ạ, có đẹp hay không, có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì hay không thì nhìn nó sẽ lộ luôn các bạn ạ. Đấy, nhìn cái phần nền xe thì các bạn xem này, một cái góc nghiêng này. Đấy, góc nghiêng về cái phần nền bên phụ và cái phần nền của bên lái đây quý vị bạn nhé, đều rất là nguyên bản và rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy là về cái phần nước sơn, về cái phần nền. Đấy, và nhìn về cái phần đầu này thì quý vị các bạn thấy được là chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến trước rồi đấy ạ. Đấy, có cả cảm biến trước mà chủ xe đã lắp thêm này. Chủ xe lắp thêm cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ luôn quý vị các bạn nhé. Và nhìn về cái phần cụm đèn thì quý bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Và chủ xe cũng đã lắp thêm là cái bộ ốp bảo vệ, vừa bảo vệ và là vừa trang trí từ những cái tay nắm cửa này cho đến những cái phần đèn. Đấy, vừa bảo vệ này, vừa trang trí rất là đẹp ạ. Nhìn nó bằng inox, nó nối liền của cái mặt ca lăng đều rất là đẹp đây quý bạn ạ. Đấy, và cái cụm đèn pha còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là sáng luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và gương chiếu hậu là gập điện tích hợp xi nhan trên gương quý vị bạn nhé. Gương chiếu hậu đã được gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái ốp tay nắm đây quý bạn ạ, ốp tay nắm cánh cửa này, vừa bảo vệ chống xước này, vừa trang trí rất là đẹp luôn. Nhìn về cái phần ba là sốc sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ, đã được chủ xe lắp thêm cảm biến lùi. Đấy, và cái cụm đèn hậu cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cụm đèn hậu rất mới. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn cũng rất là đẹp. Từ những cái phần chữ này, logo đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. La răng cũng còn rất đẹp, chưa có bị xước sát gì cả này.
La Răng rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này từ 2013 đến bây giờ, một chủ từ đầu quý bạn nhé, mà mới lăn bánh có 10 vạn km thôi. 10 vạn km thì nếu nhìn về cái đồng hồ thì chúng ta có thể không tin tưởng được cái đồng hồ. Nhưng tôi sẽ cho quý vị và bạn xem một số điểm có thể tin được. Đấy. Ví dụ như là cái dàn lốp này là chủ xe thay, là cái dàn lốp thứ hai này. Chủ xe thay từ năm 2018. Đấy, cả một cái dàn lốp Michelin 2018 luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Chủ xe thay cả một dàn. Đấy. Chủ xe thay cả dàn lốp Michelin luôn quý bạn ạ. Đấy. 2018 đây quý bạn nhé. Đấy. Chủ xe thay dàn lốp này là Michelin này. 2018. Tôi cho quý vị và các bạn xem. Đấy. Chủ xe thay cả một dàn luôn đấy ạ. 2018 quý vị và các bạn nhé. Đấy, để thấy được là cả một cái dàn lốp này chủ xe thay rất là đều quý bạn ạ. Rất là nhiều người là chăm sóc xe là không để ý, cho nên là cứ hay thay lung tung. Đây là chủ xe này thay một phát là cả dàn luôn ạ, 2018. Và từ 2018 đến bây giờ thì quý vị bạn thấy được đấy ạ, tính ra là đã là 4 năm rồi quý bạn nhé. 4 năm rồi mà cái dàn lốp nó còn mới như thế này đấy ạ. Đấy, Michelin này, rất mới như thế này. Thì quý vị các bạn biết được là xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, 4 năm sử dụng rồi mà cái dàn lốp còn dày, còn đẹp, còn mới như thế này. Đấy, quý vị bạn nhé. Rất là đẹp đấy vậy. Đấy, chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem được luôn từ cái dàn lốp nhé. Dàn lốp Michelin này còn rất là mới, quý vị các bạn có thể chạy thoải mái luôn ạ. Cho nên chiếc xe này thì nếu như quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì chắc chắn một điều là cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi ạ. Nếu như quý vị các bạn nào mà cẩn thận hơn nữa thì thêm mất mấy triệu vào nữa là có thể sang tên chiếc xe này đấy ạ. Sang tên chiếc xe này thì bây giờ cũng hết ít tiền thôi. Cho nên là quý vị các bạn nếu như ưng ý chiếc xe này thì cứ đến xem xe và chúng tôi sẽ làm việc. Một là chúng tôi có thể bớt giá cho quý vị và các bạn. Hai là chúng tôi cũng có thể bao sang tên cho quý vị và các bạn nhé quý bạn ạ. Cho nên là giá cả thì chúng ta có thể còn thỏa thuận ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe cũng như là về những cái phần keo chỉ của chiếc xe. Trước tiên thì xem về cái cánh cửa bên lái đây ạ. Cánh cửa sử dụng nhiều nhất quý vị và bạn nhé. Từ những cái keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa trước bên lái còn nguyên bản này. Tabi rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Đấy. Với những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì quý vị bạn xem này, những cái này nó sẽ mòn hết đi rồi quý bạn ạ. Nó sẽ mòn mà đây, cái này là còn rất đẹp như này đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết này. Đấy. Chạy dịch vụ hay là không chạy dịch vụ, chạy nhiều hay là chạy ít thì cũng rất đơn giản để chúng ta phát hiện ra thôi quý bạn ạ. Đấy, nội thất ghế da còn rất là mới, rất là đẹp luôn này. Đấy. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe này sản xuất năm 2013 đấy ạ. Đấy, và sản xuất tại Việt Nam, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, đăng ký từ năm 2013. Đấy, nội thất rất là đẹp ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản luôn quý vị bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Tất cả là còn nguyên dấu chấm sơn của nhà sản xuất. Và táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, và nội thất ghế, hàng ghế ngồi phía sau cũng đều rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đấy. Trước tiên thì tôi cứ cắm chìa khóa vào, nổ máy lên cho nó mát cái đã. Cho quý vị bạn xem luôn. Thứ nhất là cho nó mát, thứ hai là cho quý vị bạn xem luôn về cái đồng hồ công tơ mét. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe mới lăn bánh được có 10 vạn km thôi quý vị bạn nhá. Đấy, và vô lăng cũng còn rất là đẹp này. Đấy. Vô lăng này là tôi đang bọc, tôi ngại bỏ ra đấy chứ còn rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, quý vị bạn đến xem, cứ bỏ hẳn vô lăng ra xem. Đấy. Vô lăng rất là đẹp này, cần số này, tay phanh này cũng đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Từ táp lô, táp lô cho đến táp bi đều rất là đẹp này. Vô lăng thì bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, và có cả sang số thể thao trên vô lăng quý bạn nhé. Đây, sang số thể thao trên vô lăng này.
ở những chiếc xe Honda City này thì từ 2013 đã có sàn số thể thao trên vô lăng rồi. Đấy, và rất là đẹp này, đẹp từ những cái phần nhựa này, đấy, cho đến những cái phần nỉ trần này, đấy, đều rất là sạch, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé, nỉ trần này, nhựa này, quả là mới luôn đấy. Một chiếc xe Honda City 2013 tính ra là sử dụng đến bây giờ là 9 năm sử dụng rồi, mà chiếc xe mới lăn bánh có 10 vạn km, thì quý vị bạn biết được là mỗi năm có hơn 1 vạn thôi. Với những chiếc xe gia đình, với những chiếc xe chạy không kinh doanh vận tải, không chạy taxi, không chạy dịch vụ gì, thì như vậy là chạy cũng rất là bình thường thôi quý bạn ạ. Còn với những chiếc xe mà chạy kinh doanh vận tải, chạy taxi, chạy dịch vụ thì có khi chỉ 2 năm cũng đã đạt được cái đồng hồ công tơ mét như này rồi quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nội thất đằng trong này đều rất là mới luôn ạ. Tất cả đều rất là mới, từ những phần nỉ trần cho đến những cái tay nắm nhựa này đều rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Mới đều. Đấy, phải nói là mới đều luôn quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý bạn nhé, để xem keo chỉ còn nguyên không, ốc còn nguyên không. Thì đây thưa với quý vị và các bạn, ốc cốp sau còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau. Đấy, cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc cốp sau này, keo chỉ này còn nguyên này. Với cái cốp sau này thì xem rất là dễ quý vị bạn nhé. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì cả thì xem nó sẽ đều có vết luôn đấy ạ. Đấy, còn cái này là không có vết gì cả, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, và cái cốp sau nó rất là thoáng. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả, có vết làm lại là biết ngay quý vị bạn nhé. Đấy, về cái ốc cốp sau này. Và cái phần bên dưới cốp thì quý vị bạn thấy được đấy ạ. Với những chiếc xe mà không chạy dịch vụ, không chạy kinh doanh vận tải thì cái đằng nỉ này nó cũng còn rất là đẹp này, vì là ít để đồ. Còn những chiếc xe mà chạy dịch vụ, chạy kinh doanh vận tải thì hay phải để đồ, để hành lý của khách, thì là nó sẽ xước sát rất là nhiều và xấu rất là nhiều quý bạn nhé. Đấy, và cái lốp sơ cua, cái lốp sơ cua này là còn nguyên bản của xe quý bạn ạ. Lốp sơ cua là lốp Bridgestone thôi. Đấy, và đặc biệt là xem ở cái phần sau này thì có bị đâm đụng hay là va chạm gì từ cái sau này không thì quý bạn xem là rất là dễ này. Đấy, chiếc xe này thì không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, toàn bộ là còn nguyên bản hết này. Đây là cái phần cốp sau quý bạn ạ. Cốp sau này chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì kỹ cho nên là nó hơi bẩn một chút, chứ chưa có dọn dẹp gì đâu. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ những cái phần keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn đấy. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa đều rất là đẹp này. Ghế da, nội thất ghế da từ phía sau cũng còn rất là mới. Đấy, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến phần nội thất đều rất là mới, rất là đẹp, cho đến những cái phần trần đấy ạ. À, cái phần sàn đấy ạ. Thưa với quý bạn, đây là cái sàn thì chủ xe cũng đã lót sàn da rồi, cho nên nó rất đẹp này. Đấy, lót sàn da rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, trải sàn da rất là sạch đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. À, đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ nhé. Từ những cái phần keo chỉ này, à, keo chỉ này là còn nguyên bản hết luôn nhé. Keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Rất là đẹp. Không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, từ những cái phần này, ốc đây, ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Đấy, và nội thất này, ghế da này đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Rất là mới này. Đến những cái phần sàn này đều mới này. Cần số này, đấy, cần số này, tay phanh này, vô lăng này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe mới chạy có 10 vạn thì nó sẽ đẹp như thế này đấy ạ.
Dù ngoại thất có đẹp đến đâu, nội thất có đẹp đến đâu thì cũng không bằng cái phần động cơ này quý vị các bạn nhé. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về cái khoang động cơ này. Trước tiên thì mời quý vị các bạn xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đấy, ốc chân cabo. Thưa với quý vị và các bạn, toàn bộ về những cái ốc chân cabo này còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đến những cái phần keo chỉ cabo. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên này, từ đến những cái phần ốc tem. Cái tem của cabo này. Đấy, những cái phần keo chỉ này, đinh tán này, đấy, dập tán này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đấy, cho nên là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, keo chỉ cabo này. Đấy, đến ốc cabo này. Thưa với quý vị và các bạn, từ những cái phần ốc chân. Ốc chân cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đó, ốc xương đầu, đây còn gọi là ốc tai đây này. Đấy, những cái ốc tai này còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên hết luôn này. Đấy, từ những cái ốc tai này còn nguyên này. Đấy, đây ốc bên này còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đấy, điều này là chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía cabo. Đấy, và cái cabo của chiếc xe Honda City này thì xem thì rất là dễ quý bạn ạ. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì xem vào đây là nó có vết luôn đấy ạ. Làm lại kiểu gì cũng không bao giờ xóa đi được hết những cái dấu vết này quý vị các bạn nhé. Đấy là cái cabo. Và cái phần động cơ cũng không kém phần quan trọng quý vị các bạn ạ. Đấy, cái động cơ thì thưa với quý vị các bạn, Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2013 này là cái khối động cơ xăng iVTEC. Đấy, kết hợp với hộp số tự động quý vị bạn nhé. Và đặc biệt ở cái phần động cơ của chiếc xe Honda thì bao giờ cũng được chấm sơn rất là kỹ từng con ốc. Đây, thưa với quý bạn nhé. Đấy, những con ốc đều được chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất nhé. Nếu như chiếc xe này mà có con ốc nào mở ra rồi thì điều này chứng tỏ là cái động cơ nó không còn nguyên bản nữa. Đấy, và cái động cơ này thì tất cả các con ốc đều nguyên bản này. Từ ốc chân máy đây quý bạn nhé, ốc chân máy này, cái chấm sơn này, chấm sơn nó hơi mờ là do năm tháng sử dụng nó bị mốc, nó mờ, chứ còn là còn nguyên bản này, chưa có vết tháo nhé. Đấy, rồi những cái này, ốc còn nguyên bản hết luôn đấy. Từ chân máy cho đến mặt máy, tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là đều còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chưa có một con ốc nào tháo ra quý vị các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về cái động cơ này. Nếu như quý vị các bạn không yên tâm thì quý vị có thể đem chiếc xe này vào hãng để check, để quý vị các bạn có thể yên tâm hơn ạ. Với cái phần động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý bạn là nó còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết về chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 356 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2013 số tự động, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.